Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ import trong phần mềm Formit. Trong Formit, chúng ta có một công cụ import mà các bạn có thể thấy nó nằm phía trên màn hình. Ở đây chúng ta sẽ có thể import một bức ảnh hoặc import một cái file 3D model. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về import image, tức là import ảnh trong Formit. Mình sẽ kích vào đây. Thì thường import ảnh trong Formit chúng ta sẽ thường để import các bức ảnh như là mặt bằng công trình hoặc là mặt bằng quy hoạch, hoặc một cái file các bạn làm ý tưởng bằng tay và chúng ta sẽ đưa vào Formit để triển khai. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái file mà mình download trên mạng, mình kích vào Open. Các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái file với một ngôi nhà với kích thước là một chiều rộng là 4,5m và chiều dài ngôi nhà là 9,3m chưa kể sân. Các bạn có thể điều chỉnh kích thước của bức ảnh làm sao cho khớp với tỷ lệ trong Formit bằng cách các bạn có thể kéo những cái đường line này vào mép ngôi nhà này. Ở đây mình sẽ lấy chiều rộng ngôi nhà là 4,5m làm chuẩn. Và đây, khi chúng ta đã co kéo như này, mình sẽ đặt kích thước ở đây là 4,5. Các bạn lưu ý ở đây, mình kích chuột thì ngay lập tức độ dài nó cũng sẽ co kéo theo. Và tiếp theo chúng ta sẽ kéo những cái đường line này nó vào vị trí này. Giả sử như mình model đến đây thôi chẳng hạn, mình kích vào OK. Lưu ý rằng cái bước này các bạn cần làm chính xác để giúp các bạn vào trong Revit Formit thì các bạn sẽ không phải co kéo tỷ lệ nhiều, mà là bức ảnh chúng ta sẽ đúng tỷ lệ, đúng kích thước luôn. Mình kích vào OK. Bức ảnh đã được đưa vào trong Formit cho chúng ta. Các bạn có thể quét chọn toàn bộ bức ảnh và các bạn có thể giảm cái thông số độ trong suốt xuống để nó có thể nhìn thấy hệ thống lưới. Khi vẽ, các bạn có thể sử dụng các công cụ như là lệnh line để vẽ cái mặt bằng công trình chúng ta. Mình sẽ về mặt bằng chẳng hạn, mình sẽ vẽ. Các bạn thấy rằng hiện tại thì Formit nó đang bắt điểm chưa chính xác, nó bắt theo hệ thống lưới. Thì các bạn có thể kích vào setting, bỏ chọn chế độ bắt điểm theo lưới đi. Sau đấy chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Mình sẽ bắt kích điểm vào đây, mình kéo ra như thế này. Sau đấy mình có thể về 3D. Bây giờ các bạn chỉ việc là model công trình chúng ta lên như thế này mà thôi. Thì đấy là cách các bạn có thể là import một bức ảnh vào trong Formit để chúng ta có thể là xây dựng công trình, xây dựng ý tưởng. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn về công cụ import 3D model. Như các bạn biết rằng hiện tại chúng ta có rất là nhiều phần mềm có thể giúp các bạn model 3D model một cái công trình 3D. Thì với cái tiêu chí là xóa nhòa khoảng cách giữa các phần mềm thì chúng mình có cung cấp cho các bạn một cái add-in, nó nằm trong Revit. Thì add-in này nó có tên là add-in convert Formit. Các bạn có thể thấy nó ở đây. Thì add-in này cho phép các bạn là có thể convert các file của Revit hoặc file của SketchUp vào trong Formit, hoặc convert các file của Formit để đưa vào SketchUp. Mình đã chuẩn bị sẵn hai cái file SketchUp của hai mẫu ô tô nó nằm ở đây. Mình sẽ ví dụ các bạn cách để chúng ta đưa cái file SketchUp này vào Formit như thế nào. Mình sẽ vào Revit, mình kích vào mục add-in. Ở đây mình sẽ chọn chế độ là convert SketchUp to Formit, mình kích vào đây. Ngay lập tức các bạn hãy có cái đường link để dẫn đến cái folder, lưu ý là cái folder mà các bạn đặt các cái thư viện và cái đồ SketchUp mà các bạn muốn convert. Ở đây mình đặt nó trong library, các bạn có thể thấy nó ở đây. Mình dẫn nó đến library, mình kích vào OK. Tiếp theo các bạn hãy dẫn đường link đến nơi mà các bạn muốn giữ cái, muốn lưu cái file commit mà chúng ta convert thành. Mình sẽ cho nó vào ổ convert, mình kích vào đây. Sau đấy mình sẽ kích vào OK. Phần mềm sẽ convert cho chúng ta và chúng ta đợi trong giây lát. Đã xong, mình có thể vào trong lại folder và các bạn có thể thấy nó nằm ở đây. Đây chính là hai file commit mà chúng ta đã convert được từ SketchUp. Sau đấy mình có thể vào commit và mình kích vào công cụ import. Mình chọn import 3D model. Mình sẽ đến cái đường link, mình ở đây chẳng hạn. Mình chọn cái poster này, mình kích vào open. Các bạn thấy rằng ngay lập tức chúng ta đã có một cái file ô tô được convert từ SketchUp vào Formit. Và với cái các file Revit thì các bạn hoàn toàn có thể làm tương tự. Ngoài ra các bạn sẽ thấy chúng ta ở phía bên phải màn hình chúng ta có một cái công cụ, đó là công cụ Library. Thông thường thì cái thư viện mặc định của Revit nó tương đối ít,
các bạn có thể thấy chúng ta có một vài cái đồ đạc đơn giản như thế này mà thôi. Các bạn có thể là sử dụng cái công cụ convert của Revit để convert hàng loạt các model. Sau đấy các bạn vào format, các bạn có thể kích vào link library. Các bạn chọn chế độ local library, tức là chọn các cái model nằm trong máy của mình. Các bạn kích vào OK. Sau đấy các bạn dẫn đường link đến nơi mà các bạn chứa các cái file đấy, các file mà mình đã convert. Ở đây mình chọn cái file này chẳng hạn, và mình kích vào OK. Thì các bạn thấy rằng ngay lập tức cái phần mềm format sẽ dẫn đường link cho chúng ta các cái thư viện đồ đạc để đưa, có thể đưa vào trong máy tính của chúng ta, trong dự án của chúng ta như thế này. Đấy. Thì các bạn hoàn toàn có thể convert rất là nhiều model từ cái thư viện đồ đạc, nội thất, người, cây cối, hoặc thậm chí là các cái file quy hoạch rất là lớn để đưa vào trong format để làm ý tưởng. Sau đó các bạn có thể đưa trở lại các cái file đấy vào trong Revit để chúng ta có thể tiến hành triển khai. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản nhất để giúp các bạn có thể là import các cái đối tượng như là bức ảnh và 3D model vào trong phần mềm format và ngược lại các phần mềm khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.